Konbanwa minasan, watashi wa Dũng desu. Và quên mất rồi. Nope. Và ngày hôm nay thì mình đang có đây một cái sản phẩm cực kỳ là đặc biệt, và đây chính là hộp của một chiếc điện thoại. Và chiếc điện thoại này là chiếc Oppo Ace 2 phiên bản Eva Limited Edition. Thì đây là chiếc điện thoại mà Oppo họ đã kết hợp với cả bộ anime Neo Genesis Evangelion, một cái bộ anime phải nói là cực kỳ là hay, một trong những bộ anime hay nhất tính tới thời điểm hiện tại. Thì chiếc điện thoại này có gì đặc biệt thì Hajime Masho. Anh em ơi, trước khi bắt đầu video thì mình muốn cảm ơn cửa hàng D-Store đã cho mình mượn sản phẩm này. Thế nên là đối với anh em nào mà đang quan tâm đến những sản phẩm sách tay thì hiện tại D-Store đang đều có bán với mức giá vô cùng hợp lý. Thế nên là mình sẽ để đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của D-Store để anh em biết thêm thông tin chi tiết nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau nói về cái hộp này đi. Thì đối với những anh em nào mà từng xem qua Neo Genesis Evangelion rồi thì anh em biết rằng đây đó chính là cái entry plug. Thì nói qua về entry plug là gì thì đây là cái buồng lái để cho phi công có thể chui vào robot đó. Đây là một cái entry plug mình cảm thấy nó làm cực kỳ là đẹp luôn. Chất liệu cũng rất là tốt, làm bằng nhựa khá là chắc chắn. Đây, đó, ở trên cái entry plug này nó sẽ có cái số hiệu con robot luôn, là Eva 01, cũng là nhân vật chính của cái bộ truyện này luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra nhá. Wow, đúng là phiên bản đặc biệt thì cách đóng gói cũng rất là đặc biệt đúng không? Đó. Wow. Ok. Và bây giờ mình sẽ để tạm cái hộp này ở đây. Nope. Ok, sau khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ có bên trong đó là chiếc điện thoại Oppo Ace 2. Từ từ, chưa nói về cái điện thoại vội, bây giờ mình sẽ để ở đây tạm đã. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái ốp lưng này được tặng kèm này. Chúng ta sẽ có que chọc SIM này. Chúng ta sẽ có dây tai nghe này, một cục sạc này và dây sạc. Đó, hết rồi, không còn gì trong hộp nữa. Có vẻ như là chúng ta sẽ có khá là nhiều thứ ở đây. Thế nên là mình sẽ nói về cái gì trước bây giờ nhỉ? Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu với chiếc điện thoại này đi. Thì đối với cả chiếc điện thoại Oppo Ace 2 phiên bản Evangelion này thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại màu tím và được thiết kế với rất nhiều chi tiết khác với cả cái phiên bản Ace 2 bình thường. Nó chỉ có một cái mặt kính bình thường thôi. Tuy nhiên đối với cả chiếc phiên bản đặc biệt này, chúng ta sẽ có màu tím này, màu đen và màu xanh. Thì cái màu này sẽ là cái phối màu chủ đạo của cái con robot ở những cái nhân vật chính của cái bộ anime Evangelion đó. Và ngoài ra thì trên chiếc điện thoại này nó cũng sẽ có một số những cái chi tiết liên quan đến cái bộ anime đấy. Ví dụ như là anh em thấy ở đây không thì nó sẽ có một cái con số là 01. Thì đây cũng là cái mã số của cái con robot chính luôn, Eva Unit 01. Và ở dưới này thì nó cũng sẽ được in nổi cái mặt của cái con robot này luôn. Đây. Wow, rất là chi tiết. Có một điều nữa mà mình nhận thấy được là cái phiên bản đặc biệt này nó sẽ khác hơn so với cả cái phiên bản bình thường. Đó chính là nó sẽ có hai cái phần gồ lên như này. Nhìn chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ khỏe khoắn hơn. Và ngoài ra thì cái mặt lưng kính đằng sau này nó cũng sẽ được làm nhám. Thế nên là nó sẽ tránh được cái việc là chúng ta sử dụng bám mồ hôi, dấu vân tay các thứ. Còn một điều nữa trên thiết kế của chiếc điện thoại này mà mình cảm thấy nó khá là đặc biệt, đó chính là về cái phần viền. Mình thấy cái phần viền này nó làm cực kỳ là đẹp luôn. Khi mà cái nút nguồn cùng với cả cái nút tăng giảm âm lượng nó sẽ được làm thành cái màu xanh neon. Thì điều này nó sẽ khiến cho những cái nút này nó có thể trở nên nổi bật hơn. Thế là nhìn có vẻ là nó sẽ đẹp hơn. Và đó là tổng quan qua về cái thiết kế bên ngoài của chiếc điện thoại này. Tuy nhiên thì Oppo họ cũng sẽ tặng cho chúng ta một cái ốp. Đó, được làm theo theme của Evangelion luôn. Nó cũng là cái màu của cái con robot Eva Unit 01 luôn. Thì bây giờ mình sẽ ốp vào. Đó, để cho anh em xem. Uầy, ốp này mình cảm thấy nó khá là chắc chắn ý. Vào. Mình đã ốp được cái chiếc điện thoại của mình vào cái ốp này rồi. Thì sau khi ốp xong thì mình cảm thấy rằng là như thế này nó mới giống một cái body của một con robot hơn. Đây, những cái đường vân này, gân guốc các thứ này cầm rất là chắc chắn. Nói chung là khi mà anh em mà sử dụng cái chiếc điện thoại này mà mang ra đường, kiểu mọi người nhìn vào phát là biết sự khác biệt luôn. Và ngoài cái thiết kế bên ngoài của chiếc điện thoại này thì bên trong chúng ta cũng sẽ có một cái theme được làm khá là đặc biệt. Thì đây, khi mà mình bật màn hình nền lên thì chúng ta sẽ thấy đây chính là cái con robot mà mình vừa nói tới. Đó chính là Eva Unit 01, cũng là nhân vật chính của cái bộ anime này luôn. Thì tất cả những cái hình nền này cũng như là icon bây giờ sẽ được làm lại để cho nó giống với cả cái chủ đề của cái bộ truyện này hơn. Nhìn nó khá là máy móc. Tuy nhiên, thú thật với anh em rằng là cái theme này có vẻ nó đặc biệt thật đấy, nhưng mà thực sự nó hơi màu mè ấy. Nên là nếu mà mình sử dụng cái chiếc điện thoại này thì mình cũng sẽ không sử dụng cái theme này đâu, mình sẽ đổi về cái theme mặc định. Tuy nhiên đối với cả cái sự thay đổi về theme này thì mình thấy rằng là nó làm không tới ấy, tại vì khi mà mình kéo thanh thông báo trạng thái xuống thì cái thanh thông báo trạng thái này nó vẫn giống như những cái phiên bản ColorOS khác. Và ngoài ra thì trong cái phần setting này thì nó cũng là cái phần setting bình thường.
Đó, thì tuy nhiên mình thấy rằng là họ chỉ có thay đổi về icon cũng như là cái màn hình nền thôi. Và đó là tổng quan về thiết kế của chiếc Oppo A2 phiên bản đặc biệt này. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cả những cái món phụ kiện khác đi. Bắt đầu bằng gì đây nhỉ? Chúng ta cùng nhau đến với cả cái que chọc SIM đi. Và tại sao mà mình lại bắt đầu với cả một cái que chọc SIM? Thì mình cảm thấy rằng là Oppo họ đã làm kiểu rất là chi tiết ấy đối với cả những cái phiên bản đặc biệt của họ. Từ cái que chọc SIM thì đây không phải là một cái que chọc SIM bình thường, mà đây là một cái món vũ khí cực kỳ là khủng khiếp ở trong cái bộ anime Neon Genesis Evangelion. Thì đây là một món vũ khí khủng khiếp à? Anh Chiều ơi, làm tí đổ máu không anh? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có được những cái món phụ kiện khác như là tai nghe. Thì như anh em có thể thấy là trên hai cái tai nghe này, nó sẽ có cái logo của cái tổ chức bên trong cái bộ anime này, đó chính là NERF. Đó, và nó sẽ được làm theo cái theme là màu đỏ, màu đen. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái cục sạc nhanh. Thì cái cục sạc nhanh này nó cũng sẽ được thiết kế lại theo cái theme của cái bộ anime luôn. Thì chúng ta sẽ có cái logo NERF ở đây này. Và cái màu chủ đạo nó sẽ là màu xám đỏ các thứ này. Anh em thấy không? Caution làm nó rất là kiểu robot các thứ ấy. Và ngoài ra thì cái dây Type-C của chúng ta đi kèm, nó cũng sẽ được làm theo cái màu giống như là cái cục sạc này luôn. Và đó là tất cả những cái trải nghiệm của mình khi mà mình unbox cái chiếc điện thoại Oppo A2 phiên bản EVA, phiên bản giới hạn này. Thì mình thấy rằng là đối với cả Oppo, mình luôn đánh giá cao cách mà họ làm những cái chiếc điện thoại phiên bản đặc biệt của họ. Thì trước kia họ đã từng làm đối với cả Ace 1 ý, thì nó sẽ là chiếc Oppo Ace phiên bản Gundam. Thì bây giờ chính là chiếc Oppo phiên bản EVA. Thì đối với cả cái những cái phiên bản đặc biệt như này thì Oppo họ làm rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Từ như mình đã nói rồi, từ một cái que chọc SIM thôi, nó cũng đã có những cái thứ mà liên quan đến cái bộ truyện anime này rồi. Mình cảm thấy rằng là đối với những anh em nào mà thực sự là fan của Evangelion thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm công nghệ mà anh em có thể mua về để sưu tầm cũng như là làm để làm kỷ niệm, để cho biết rằng là mình là fan của Evangelion đúng không? Cầm chiếc điện thoại này mà ra ngoài đường thì nhìn vào phát biết mình lái robot ngay. Và ngoài cái việc là chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại với phiên bản đặc biệt ra, thì đây cũng chính là chiếc Oppo A2. Thì đây, đối với anh em nào mà chưa biết thì Oppo Ace là dòng gaming của Oppo, và chiếc điện thoại này cũng sẽ được trang bị cho mình những cái gì mà gọi là nhanh nhất. Và tại sao mình lại sử dụng cái từ nhanh? Thì đầu tiên, chiếc điện thoại này sẽ sở hữu cho mình con chip Snapdragon 865. Thì đây là con chip phải gọi là một trong những con chip tốt nhất của Snapdragon tính tới thời điểm hiện tại rồi. Thế nên là với cái con chip này, anh em hoàn toàn có thể chơi game cũng như là làm những cái tác vụ nặng thoải mái, không phải lo nghĩ về bất kỳ vấn đề gì cả. Và ngoài ra, cái màn hình của Oppo A2 cũng sẽ được làm với cái màn hình với tần số quét lên tới là 90Hz. Thế nên là nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm vừa mượt mà vừa nhanh. Và ngoài ra, đối với anh em nào mà chơi một số những cái tựa game mà hỗ trợ tần số quét cao ấy, thì đây sẽ là một cái chiếc điện thoại có một cái trải nghiệm cực kỳ là tốt khi anh em chơi game. Và ngoài cái việc nó sẽ trang bị cho mình những cái công nghệ mình đã nói là nhanh ra, thì trên chiếc điện thoại này cũng sẽ được trang bị cho mình một cái cụm camera với camera chính là 48MP này. Chúng ta sẽ có một camera góc rộng này, và hai camera này thực ra không phải hai camera hay là camera macro đâu, mà đây sẽ là hai camera hỗ trợ xóa phông cũng như là camera filter. Tuy nhiên thì trên chiếc điện thoại này sẽ được trang bị những cái công nghệ gọi là mạnh nhất, nhanh nhất, tối tân nhất. Nhưng mà có một điều mà mình không thấy thích trên chiếc điện thoại này, đó chính là về pin. Thì đối với cả chiếc Oppo A2, nó sẽ chỉ trang bị cho mình một cục pin là khoảng 4.000 mAh thôi. Mình nhớ mang máng là như thế. Thì mình thấy rằng là cục pin này đối với cả những cái công nghệ như là con chip Snapdragon 865 này, hay là màn hình 90Hz này, thì khó có thể nào mà cân được tất cả những cái công nghệ đấy. Và mình nghĩ rằng là đối với chiếc điện thoại này mà sẽ được trang bị cho một cục pin lớn hơn, ví dụ như là 5.000 mAh chẳng hạn, thì nó sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Vậy xem đây thì có lẽ rất nhiều anh em nào mà fan của Neon Genesis Evangelion, hoặc là những anh em nào mà là những cái người mà thích sưu tầm ấy, thì anh em sẽ hỏi mình là chiếc điện thoại này bao nhiêu tiền đấy. Thì đối với cả một chiếc điện thoại với cấu hình Snapdragon 865 này, cùng với đây là phiên bản đặc biệt này, cùng với rất nhiều những cái thứ hay ho từ hộp cho đến cả cái que chọc SIM thôi, thì tất tần tật nó sẽ có mức giá là mình tìm hiểu được là khoảng 15 triệu đồng tại D-Store. Thế nên là đối với những anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể liên hệ D-Store để cho mình thông tin chi tiết về chiếc điện thoại này nhá. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn nói về chiếc Oppo A2 phiên bản Evangelion, phiên bản giới hạn này. Thì không biết anh em nghĩ sao về chiếc điện thoại này thì anh em hãy để bình luận lại dưới phần comment nhá. Nhớ like, share video và đừng quên subscribe cho anh em TV. Mình là Dũng và mình sẽ gặp anh em ở những video lần sau. Sayonara anh em.